Các bạn đang nghe chuyện trên audio kiếm hiệp. Mời quý vị đến với tập 4 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo do MC Khánh Duy diễn đọc. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trương Chấn Vũ nhíu mày, hai tay bưng bát rau kia đứng lên, đem đến trước mặt Tần Phu Nhân, rồi quay lại chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm, không nói gì cả. Tần Phu Nhân cười khanh khách, ánh mắt đong đưa nhìn Trương Chấn Vũ, gắp một ít rau bỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nháp mút máp cuộn rau, làm cho người ta cảm giác giống như nàng đang hút chỗ đó của Trương Chấn Vũ vậy. Trương Chấn Vũ hơi ngẩng đầu liếc nhìn Tần Phu Nhân, thấy động tác của nàng mặt đỏ bừng lên, vội vã cúi đầu. Tần Phu Nhân lúc này mới nuốt cọng rau kia, vươn cánh tay trắng như tuyết gắp một miếng đậu đưa đến trước mặt Trương Chấn Vũ, ngọt ngào nói: "Công tử, cảm ơn ngươi, ta gắp cho ngươi miếng đậu." Khuôn mặt anh tuấn của Trương Chấn Vũ vốn đã đỏ bừng lên, hắn liếc nhìn những người khác rồi trầm mặt xuống, đặt bát thật mạnh lên bàn. "Trương mỗ đã no, các vị xin cứ tự nhiên, cáo từ." Nói đoạn phất áo cất bước nhanh chóng rời khỏi trai phòng. Tần Phu Nhân vẫn đang gắp miếng đậu kia, Tần Dật Vân vội vàng đưa bát đến cạnh đầu đũa nàng, cười cười nói: "Nương tử, cho ta đi, ta thích ăn đậu." Tần Phu Nhân buông miếng đậu vào bát hắn, Tần Dật Vân thu bát về ăn ngon lành. Thấy tình huống có chút mất tự nhiên, thương nhân Hạ Vượng pha trò giảng hòa, liếc nhìn chuỗi chân châu trên cổ Tần Phu Nhân nói: "Phu nhân, vòng cổ này thật sự là quý báu à, khẳng định là giá trị không ít tiền." Tần Phu Nhân nghe vậy hi hi cười, cúi đầu nhìn vòng cổ mình đang tỏa ra hào quang nhu hòa nói: "Đúng vậy, đây là báu vật gia truyền của Tần gia chúng ta, bà nội để lại cho mẹ ta, rồi mẹ ta để lại cho ta, giá trị hàng trăm lượng bạc. Vòng chân châu này không lúc nào rời khỏi người ta, ngay cả tắm rửa hay đi ngủ ta cũng không cởi." Hạ Vượng lặng lẽ nuốt nước miếng, liên tục tặc lưỡi nói: "Ta đi buôn bán nhiều năm như vậy, trang sức thế qua không phải là ít, nhưng vòng cổ xinh đẹp tinh xảo như vậy thật đúng là mới thấy lần đầu. Chà chà, các ngươi xem này, hạt chân châu sáng êm dịu, trong suốt, lớn hơn những hạt thông thường. Chà chà, thật là chí bảo à." Tần Phu Nhân được khen tắc ý, nhẹ nhàng vuốt ve vòng cổ. Mạnh Thiên Sở nhìn bộ dáng của Hạ Vượng cảm thấy không thoải mái, lạnh lùng nói: "Tần Phu Nhân, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, ngươi đeo vòng cổ này mang đi khắp nơi, lại còn rêu rao giá trị của nó nữa, không sợ kẻ gian lấy mất sao?" Tần Phu Nhân mở to mắt: "Sao lại thế? Ta đeo đã nhiều năm chưa có chuyện gì cả." Hạ Vượng nghe Mạnh Thiên Sở nói cũng đoán là hắn nói kháy mình, mỉa mai nói: "Ý Mạnh công tử nhắc nhở là Tần Phu Nhân nên đề phòng người có ý xấu." Tần Phu Nhân thủy mị nhìn Mạnh Thiên Sở: "Nếu Mạnh công tử không chê, ta vốn đã muốn đưa nó cho Mạnh công tử, chỉ cần Mạnh công tử gật đầu, đừng nói là chiếc vòng cổ này, trên người ta có cái gì cũng đều là của Mạnh công tử." Hạ Vượng trợn tròn mắt, vừa hâm mộ vừa ghen tị với Mạnh Thiên Sở. Chỉ có Tần Dật Vân vẫn cắm cúi ăn, coi như không thấy chuyện gì cả. Mạnh Thiên Sở cười nói: "Đa tạ Tần Phu Nhân đã yêu ái, có điều Mạnh mỗ không được phúc khí như này." Đúng lúc này, chợt từ phía sau chùa truyền đến tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc nghe vô cùng thê lương, nơi đây thâm sơn cổ tự, đêm tối mịt mùng, sao lại có tiếng trẻ con khóc. Một trận gió theo cửa sổ thổi vào, làm hai ngọn đèn lay động, mọi người đều cảm thấy lạnh cả người. Tần Phu Nhân ôm chặt Tần Dật Vân, nép vào người hắn run run: Có phải trẻ con khóc phía sau chùa không?" Tuy Tần Dật Vân ở rể thập phần bị khinh thường, thế nhưng lúc này được phu nhân dựa vào không khỏi cảm thấy có chút tự hào, một tay ôm eo nàng, một tay vỗ về: "Đừng sợ, có phu quân ở đây rồi." Thanh âm này đúng là tiếng trẻ con khóc thê thảm. Phương Trượng Huyền Âm đứng lên đi ra cửa, hướng về phía sau ngôi chùa hét to: "A Di Đà Phật, nghiệp chướng, mau đi đi." Tiếng khóc lập tức ngưng bặt, không gian trở nên yên tĩnh. Tần Phu Nhân vẫn nắm chặt tay Tần Dật Vân, giọng ta lên nghe, không thấy tiếng khóc nữa, lúc này mới hoàn hồn buông tay ra. Huyền Âm chắp tay trở về chỗ ngồi, Tần Phu Nhân vội hỏi: "Đại sư, vừa rồi là chuyện gì vậy?" "Không có việc gì, không có việc gì, các vị thí chủ yên tâm, bị tự Phật quang phổ chiếu, tà ác u minh không thể lại gần được, yên tâm ăn cơm đi." Lão Phương Trượng không nói thì thôi, chứ nói những lời này càng làm mọi người sờn gai ốc, nổi da gà. Tần Phu Nhân run run hỏi: Cái gì tà ác u minh là gì?" Mạnh Thiên Sở cười: "Chính là ác quỷ đấy, quỷ đói, quỷ không đầu, quỷ không mặt." Mạnh Thiên Sở lấy hai tay kéo mí mắt và miệng, trợn hai mắt ra, làm một cái mặt quỷ. Trong trai phòng ánh đèn leo lét,
trông thực sự khủng khiếp. Tần phu nhân sợ tới mức hô lên một tiếng, che mắt không dám nhìn, khẽ dậm chân nói: Mạnh công tử, ngươi dọa ta không bỏ qua đâu. Mạnh Thiên Sở cười ha hả: Trên đời này làm gì có quỷ á, có thể là đứa nhỏ nhà ai đó ở thôn dân phụ cận khóc thôi. Tiểu hòa thượng Hư Tùng mặt mày trắng bệch, căng thẳng lắc đầu: Không phải, trong phạm vi chục dặm quanh đây đều là thâm sơn rừng rậm, chỉ có ngôi chùa chúng ta đang ngồi đây, còn lại đều không có người. Vậy tiếng trẻ con khóc vừa rồi là sao? Tần phu nhân đánh đạo hỏi: Nghe sư phụ nói, trước kia thật lâu có một nữ tử mang thai sắp lâm bồn, mặc áo trắng, ở ngay giữa rừng cây phía sau chùa, thắt cổ mà chết. Lúc phát hiện ra nàng, cổ nàng treo trên nhánh cây tùng, thân dưới toàn máu tươi, trên mặt đất một đứa trẻ nằm trong vũng máu đầm đìa cũng đã chết, cung rốn vẫn còn dính vào hạ thân của nữ nhân đó. Từ đó về sau, phía sau chùa luôn có tiếng trẻ con khóc. Nghe Hư Tùng nói, ai nấy đều nổi da gà. Mạnh Thiên Sở cũng hơi chột dạ, nhưng vẫn gượng cười: Chuyện này cũng thật là thú vị à. Tiểu hòa thượng không chịu: Không phải ta kể chuyện đó để dọa mọi người đâu, chuyện là thật đấy. Sư phụ nói lúc ấy người tận mắt đã thấy, tận tay chôn cất thi thể nữ tử và hài tử kia phía sau chùa. Từ đó đến nay, mỗi khi ánh trăng mờ ảo, trong rừng tùng thường có thể thấy một nữ tử áo trắng phất phơ trên ngọn cây, ôm một đứa trẻ máu me đầm đìa không ngừng khóc, chính ta đã tận mắt thấy mà. Tần phu nhân bị dọa sợ hãi, mặt mũi trắng bệch, cuộn mình trong lòng Tần Giật Vân, run run nói: Đừng nói nữa. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn Phương Trượng Huyền Âm: Đại sư, chuyện này có thật ư? Huyền Âm thở dài một tiếng, gật đầu: Hết thảy đều có nhân quả, thiện tai, thiện tai. Mạnh Thiên Sở vỗ đùi cười ha ha: Có gì đâu, chỉ là một nữ tử treo cổ, sau khi chết, cổ tử cung giãn ra, thai nhi chịu tác động của trọng lực nên rơi xuống dưới. Chuyện này cũng bình thường, có gì đâu. Hơn nữa nơi đây là rừng rậm, có nhiều âm thanh quái dị nên mới cảm thấy như vậy. Tần phu nhân run run nói: Có phải nữ tử kia thực sự biến thành quỷ rồi không? Nếu thật sự là quỷ, hay lắm, kêu nàng ta tới tìm Mạnh Thiên Sở ta đang rất buồn chán đây, muốn tâm sự với nàng ta. Mạnh mỗ đã no, xin đi trước. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, bước ra khỏi trai phòng. Tần Giật Vân thấy mọi người mải nói chuyện, đồ ăn đã lạnh, nói với Tần phu nhân: Nương tử, ta bảo tiểu sư phụ hâm lại đồ ăn cho nàng được không? Tần phu nhân cau mày: Khỏi cần. Tần gia giàu có, dù thỉnh thoảng cũng ăn chay niệm Phật, Tần phu nhân cũng chưa từng ăn qua bữa cơm đạm bạc thế này bao giờ. Nàng đến trai phòng cũng chỉ vì có Mạnh Thiên Sở và Trương Chấn Vũ ở đó. Giờ hai người đều đã rời khỏi, nàng làm gì có hứng ăn uống gì nữa, chỉ gắp bừa mấy miếng bỏ vào mồm rồi đứng lên đi ra ngoài. Tần Giật Vân thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Nha hoàn Tế Văn lúc này mới cầm bát thức ăn của mình đuổi theo bọn họ. Tần phu nhân thở phì phì trở lại phòng, quăng mình trên giường dỗi không nói lời nào. Tần Giật Vân ở bên dỗ dành nửa ngày, sắc mặt nàng cũng không khá hơn. Tế Văn đặt bát cơm của mình xuống, dè dặt tiến lên nói: Phu nhân, người vừa rồi chẳng ăn gì, hay để nô tỳ tìm tiểu sư phụ Hư Tùng bảo hắn làm ít đồ ăn đưa tới. Nhắc tới Hư Tùng, trong lòng Tần phu nhân chật động. Đúng rồi, không phải còn một tiểu tử sao? Tuy là một tiểu hòa thượng đầu trọc, nhưng bộ dạng cũng khá anh tuấn. Mình thân mật cùng thiếu niên anh tuấn thật ra không ít, nhưng cùng một hòa thượng thì chưa từng. Nơi này heo hút, chẳng có gì vui vẻ cả. Bọn Mạnh Thiên Sở và Trương Chân Vũ thì chẳng để ý đến mình, đi tìm tiểu hòa thượng cũng được. Tần phu nhân này từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, chuyện gì cũng làm theo ý mình, chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác của người khác cả. Tần phu nhân liền đứng lên đi ra ngoài. Tần Giật Vân vội hỏi: Nương tử, tối như vậy nàng định đi đâu? Ta đi tìm tiểu hòa thượng kiếm thức ăn, các ngươi không cần theo. Trước giờ vẫn vậy, Tần phu nhân nói một, Tần Giật Vân chẳng dám nói hai, nếu không khó tránh khỏi gia pháp của nàng. Cho nên hắn và Tế Văn chỉ biết trơ mắt nhìn nàng đi khuất. Trong trai phòng, mọi người đều đã về phòng mình, chỉ có tiểu hòa thượng đang dọn dẹp bát đũa. Thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ, hắn vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Tần phu nhân lả lơi bước tới, trong lòng không khỏi kinh hoàng, vội vã cúi đầu bối rối thu dọn. Tần phu nhân khanh khách cười duyên: Tiểu sư phụ, ngươi là một mình có tịch mịch không, để tỷ tỷ đến giúp được không? Hư Tùng không dám trả lời, mà cũng chẳng biết trả lời thế nào, mặt đỏ lựng lên. Tần phu nhân chậm rãi đi ra sau lưng Hư Tùng, đột ngột vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay trắng nõn sờ soạng bộ ngực rắn chắc của tiểu hòa thượng. Hư Tùng chưa từng trải qua chuyện như vậy, vừa sợ bị sư phụ thấy, vừa sợ bị phu nhân nữ thí chủ này thấy.
hắn hoảng hốt giãy giụa, thiếu chút nữa hất tung chồng bát đũa bên cạnh. Hư Tùng liều mạng cựa quậy, cuối cùng cũng thoát ra được, mặt mũi đỏ tưng bừng, liên tục lùi về phía sau, đến lúc dựa vào tường run run nói: "Nữ thí chủ, việc này không thể làm được." "Tiểu sư phụ đừng sợ, tỷ tỷ không có ý gì, chỉ là tỷ tỷ ăn chưa no, làm phiền tiểu sư phụ cho ít thức ăn được không?" Tần phu nhân mềm giọng năn nỉ, làm cho Hư Tùng cảm thấy phiêu phiêu như đang bay lơ lửng trên mây vậy. Hư Tùng vội đáp: "Được, được, tiểu tăng liền vào bếp nhóm lửa nấu cơm." Tần phu nhân dáng người tha thướt tiến lại gần hắn, đôi mắt nhìn hắn như muốn câu hồn nhiếp phách, khe khẽ nói: "Không cần như vậy, trên người tiểu sư phụ có gì ngon, cứ cho ta thưởng thức nào." Hư Tùng nghe những lời lẽ dâm đáng này, máu huyết toàn thân muốn sôi trào, lưng đã dựa vào tường, lui không thể lui, trước mặt lại là bộ ngực cao vút của tần phu nhân sắp dán vào người hắn. Tần phu nhân khanh khách cười, đôi mắt nóng bỏng chằm chặp nhìn Hư Tùng cố ý hỏi: "Tiểu sư phụ, chùa các ngươi thật sự có chuyện ma quái sao?" Hư Tùng nhìn chằm chằm khe ngực thật sâu của tần phu nhân, nuốt nước miếng ở ngực một tiếng, gật đầu nói: "Đúng vậy, nơi này thật sự có chuyện ma quái. Tiểu tăng đi nhà xí phía sau chùa đã vài lần nhìn thấy trong rừng cây có một nữ tử quần áo trắng bay bập bềnh, ôm một đứa bé trong ngực, đứa bé máu me đầm đìa, khóc rất thê thảm." "A!" Tần phu nhân kinh hô một tiếng, nhảy vào ngực Hư Tùng, thân mình nhẹ nhàng run rẩy, bộ dạng thập phần sợ hãi. Hư Tùng thừa cơ ôm eo nàng, một hương thơm thoang thoảng, hương thơm của một nữ nhân thành thục, nháy mắt đã đánh bại phòng tuyến cuối cùng của vị hòa thượng trẻ tuổi. Hắn gian nan nuốt nước miếng, nhìn quanh xem có ai không, rồi một tay ôm eo nàng, một tay từ từ đưa lên, run run vuốt ve ngực của tần phu nhân. Hư Tùng vừa đặt lên bộ ngực căng tròn mềm mại của tần phu nhân, nàng liền khanh khách cười, thân mình uốn lượn trên người hắn, liếc mắt nhìn: "Phật tổ ở ngay ngoài cửa, ngươi không sợ sao?" Hư Tùng bị tần phu nhân trêu đùa, dục hỏa đã thiêu đốt tâm can, đâu còn nghĩ đến thanh quy giới luật nữa. Phật tổ ở ngoài cửa, chính ngài có đứng ngay cạnh hắn, hắn cũng mặc kệ. Lúc này, tần phu nhân uốn éo, lách người tránh ra khỏi vòng tay hắn, lạnh lùng nói: "Quả nhiên là hòa thượng đam mê tiểu sắc, không tuân thủ thanh quy giới luật." Câu này của tần phu nhân giống như chậu nước đá dội mạnh lên người hắn từ đầu đến chân, làm hắn đứng ngây ra như tượng, ngơ ngác nhìn tần phu nhân không nói được câu nào. Không ngờ tần phu nhân lại hé miệng cười, tiến lên hai bước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn: "Tiểu sư phụ, ngươi vi phạm nghiêm trọng giới luật, không sợ sư phụ biết sẽ đuổi ngươi ra khỏi chùa sao?" Ta không sợ, ta đi làm tiểu nhị cho ngươi." Hư Tùng đã mất lý trí, run run nói, ôm chặt lấy tần phu nhân. Lúc này nàng không có né tránh, khanh khách cười, để cho hắn tùy ý sờ loạn cơ thể. Hư Tùng lần đầu tiếp xúc nữ nhân, lại còn gặp phải nữ tử như tần phu nhân, làm sao hắn có thể kiềm chế được? Tay hắn luồn ra sau định cởi áo nàng. Tần phu nhân giữ tay hắn lại, khanh khách cười: "Ở trong này không được, nếu có người vào..." Đến phòng của ta được không?" Miệng Hư Tùng đang loạn hôn trên mặt, trên cổ tần phu nhân, hàm hàm hồ hồ nói: "Không được." Tần phu nhân trốn tránh, chòm râu mới mọc ở cằm hắn: Chúng ta ra rừng tùng bên ngoài." "Được." Hư Tùng cũng biết nơi này không thể hành sự, dừng lại, gấp gáp nói: "Ta ra rừng tùng sau chùa đợi." Tần phu nhân hơi run nhẹ, nhớ tới vừa rồi nghe tiếng trẻ con khóc ngoài đó, còn chưa biết thật hay giả, vội hỏi: "Sau chùa có quỷ à?" Tâm trí Hư Tùng sớm đã bị dục hỏa thiêu đốt, dù có lao vào biển lửa hắn cũng làm, nhưng Phong Lưu tỷ tỷ sợ quỷ như vậy, tốt nhất không nên ra đó, liền nói: "Nếu không ra khu rừng bên phải vậy, ta sẽ ra trước chờ, nơi đó có ánh đèn trong chùa chiếu ra, không phải sợ." "Tốt, bất quá ta sợ phu quân ta phát hiện ra, chỉ có thể cho ngươi khoảng một tuần trà." "Được, ta sẽ ra trước." Tiểu hòa thượng gan to bằng trời, vội vã chạy ra ngoài, vừa bước đến cửa liền đứng khựng lại, ngây dại đứng nhìn, chỉ thấy Phương Trượng Huyền Âm đứng ngoài cửa, tay cầm một cái gậy gỗ, không nói không rằng gõ một cái thật mạnh lên đầu Hư Tùng, làm hắn kêu lên một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Huyền Âm chắp tay nói: "Hư Tùng, ngươi xuất gia đã lâu, sao còn định làm chuyện như vậy?" Rồi quay đầu nhìn vào trai phòng phía tần phu nhân, khom người nói: "Nữ thí chủ, việc này..." Tần phu nhân sửa sang lại quần áo, bước ra khỏi trai phòng, không muốn nói chuyện, chợt nghe một tiếng vỗ tay lớn ngoài đại hùng bảo điện. "Hay, một chiêu cảnh tỉnh, hay lắm." Tần phu nhân nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở đang đứng đó, đang vỗ tay cười. Tần phu nhân câu dẫn trêu đùa tiểu hòa thượng, bị Phương Trượng cùng Mạnh Thiên Sở gặp được,
cũng không đỏ mặt, sóng mắt đưa đẩy nhìn Mạnh Thiên Sở, hi hi cười. Sao ngươi lại tới đây? Ta đi vệ sinh, ngoan ca nơi này, thấy ngươi cùng tiểu sư phụ hư tùng náo nhiệt, liền vụng trộm nghe ngóng. Ha ha, Tần phu nhân, ngươi đối xử như vậy với một người xuất gia, sợ rằng không tốt lắm đâu. Tần phu nhân cười lạnh, nghiêm mặt nói, ai cần ngươi lo, rồi đi khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Phương Trượng Huyền Âm hướng Mạnh Thiên Sở chắp tay nói, A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai, đa tạ Mạnh thí chủ chủ trì công đạo. Dù sao lão cũng là người xuất gia, không tiện chỉ trích Tần phu nhân. Mạnh Thiên Sở ra mặt dạy dỗ nàng chính hợp ý lão. Mạnh Thiên Sở mỉm cười, xoay người về phòng mình. Về đến nơi, Hạ Phượng Nghi liền hỏi, sao ngươi đi ra ngoài nửa ngày trời mới về? Ta đi xem kịch, thực sự rất hay. Mạnh Thiên Sở cười nói. Phi Yến tò mò hỏi han, xem kịch ư? Nơi này Thâm Sơn cổ tự, ai diễn kịch cho mà xem? Hạ Phượng Nghi liếc nhìn Mạnh Thiên Sở, cũng đoán được phần nào. Hắn nói giỡn thôi, ngươi còn từng thật, hỏi hắn làm gì? Mạnh Thiên Sở cười cười, không nói gì. Vừa rồi, lúc hắn ra sau chùa đi vệ sinh về, vừa lúc thấy Tần phu nhân vào Đại Hùng Bảo Điện, lập tức đoán ra nàng vào đó trêu chọc tiểu hòa thượng, thầm nghĩ người ta xuất gia không dễ dàng, đừng để cho thiếu phụ lẳng lơ này làm hỏng việc tu hành. Hắn nhìn qua cửa sổ trai phòng, quả nhiên thấy Tần phu nhân đang câu dẫn Hư Tùng, cũng chẳng muốn quấy phá hảo sự của Tần phu nhân. Hơn nữa, Hư Tùng có vẻ không giữ nổi mình, xem ra vô duyên với Phật đạo, cũng lời lên tiếng. Mạnh Thiên Sở đang muốn lặng lẽ rời đi, thấy Huyền Âm đi đến, chắp tay thi lễ với hắn, rồi lặng lẽ đến cửa trai phòng, nghe bọn họ nói chuyện bên trong, không đi vào. Thấy Phương Trượng lộ diện, Mạnh Thiên Sở có chút hứng thú. Hắn rất muốn xem lão hòa thượng đối phó thế nào với tiểu hòa thượng, nên hắn cũng đứng cùng Huyền Âm đến tận lúc Hư Tùng ăn một côn của sư phụ. Loại chuyện này nói với Hạ Phượng Nghi và Phi Yến chẳng hay ho gì, nên hắn không nói. Mạnh Thiên Sở cầm Đại Minh Luật đến bên bàn bắt đầu đọc. Hạ Phượng Nghi ngồi cùng Phi Yến trên giường nói chuyện. Nửa canh giờ sau, Hạ Phượng Nghi lên tiếng, ta buồn ngủ rồi, trời cũng đã khuya, mai chúng ta còn phải đi nữa, đi ngủ sớm một chút đi. Mạnh Thiên Sở lúc này mới buông sách cười ha ha, đi à nương tử, chúng ta nghỉ sớm mà. Có điều Phi Yến vẫn ngồi yên ở mép giường không nhúc nhích. Mạnh Thiên Sở tò mò hỏi han, này Phi Yến, ngươi không về phòng, chẳng lẽ muốn ngủ cùng hai chúng ta sao? Không, không phải vậy. Phi Yến hơi ngượng ngùng, liếc mắt nhìn Hạ Phượng Nghi một cái, lúc này mới thấp giọng, ta và thiếu mu phu nhân muốn đi vệ sinh, nhưng nơi này Thâm Sơn. Mạnh Thiên Sở hiểu ra, liền tỏ vẻ thâm trầm thần bí. Nghe nói rừng cây phía sau chùa có một nữ tử áo trắng ôm một đứa bé đầm đìa máu me, không ngừng khóc đi lại ở trong rừng. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cùng hô lên một tiếng, ôm lấy nhau. Hạ Phượng Nghi run run nói, ngươi đừng dọa người có được không? Ta không dọa các ngươi à, là thật đấy. Vừa rồi hai người không đi trai phòng ăn cơm nên không biết, chúng ta đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc mà. Những lời này làm hai người sợ hãi, mặt cắt không được một giọt máu. Phi Yến run run, vừa rồi chúng ta ở trong này cũng nghe thấy tiếng trẻ con mà. Hạ Phượng Nghi đánh nhẹ lên tay Phi Yến, ngươi còn nói sao, định dọa chết người sao? Mạnh Thiên Sở cười ha ha, đừng nghe bọn họ kể chuyện ma quỷ, trên thế gian này làm gì có ma quỷ đây. Hắn đứng dậy động đậy tay chân một chút, được, bổn thiếu gia sẽ làm hộ hoa sứ giả, ta hộ tống các ngươi đi, đứng bên ngoài chờ, còn sợ hãi nữa không? Phi Yến vui vẻ nói, thật ư, tốt quá, cảm ơn ngươi. Không cần, việc nhỏ vậy không cần cảm tạ, khi ta làm việc đại sự cho các ngươi, lúc đó cảm tạ cũng được. Đại sự ư? Phi Yến bĩu môi theo thói quen, ngươi thì có thể làm được chuyện đại. Phi Yến nói sai rồi, thiếu gia rất lợi hại, nhất định có thể làm đại sự, ta cảm ơn trước. Mạnh Thiên Sở trừng mắt nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, may mà ngươi sửa miệng mau lẹ, nếu không lão tử sẽ để mặc các ngươi với hai cái bụng đầy nước ở đây. Mạnh Thiên Sở cầm lấy ngọn đèn trên bàn, một tay che gió, cẩn thận bước ra ngoài. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến tuy còn sợ, nhưng hiện tại dù sao cũng có một nam nhân ở bên, lá gan cũng to lên không ít. Hơn nữa lại cần phải đi không nhịn được, liền đi theo phía sau hắn, hướng về phía sau chùa. Đi ngang qua phòng vợ chồng Tân Giật Vân, nghe thấy tiếng nói, phu nhân, người nghỉ đi, ta về phòng ngủ. Thanh âm này của nha hoàn Tế Văn, Mạnh Thiên Sở nhìn về phía đó, chỉ nhìn thấy trên cửa sổ có hai bóng người in lên giấy dán. Nghe Tần phu nhân ừ một tiếng, thanh âm đầy vẻ bất đắc dĩ, Mạnh Thiên Sở hơi buồn cười.
Tần phu nhân câu dẫn mình và Trương Chấn Vũ không đắc thủ, lại đi tìm tiểu hòa thượng Hư Tùng, lại bị Phương Trượng Huyền Âm bắt gặp, khó trách tâm tình nàng ta không tốt. Nhà vệ sinh ở sau chùa mấy chục bước, Mạnh Thiên Sở hộ tống họ đến nơi, đưa đèn cho hai người nói: "Ta đứng bên ngoài chờ, đừng lo lắng, không sao đâu, nếu quỷ có đến thật, ta bắt về làm cảnh trong nhà." Phi Yến trừng mắt sẵn giọng: "Ngươi còn nói muốn hủ chết chúng ta mới cam tâm phải không?" Rồi đưa tay lấy ngọn đèn chiếu sáng phía trước, cùng Hạ Phượng Nghi chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. Mạnh Thiên Sở cảm thấy ngại ngại khi đứng trước nhà vệ sinh nữ như vậy. Hắn bước về phía Đại Hùng Bảo Điện, từ nơi này có thể nhìn thấy ngọn đèn trong nhà vệ sinh. Hắn tựa vào bức tường bên cạnh, suy nghĩ miên man, giá mà lúc này có một điếu thuốc thì tốt biết bao. Điện thoại không, internet không, đến cả thuốc lá cũng không nốt, làm sao lão tử sống được bây giờ? Đang mải suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng Hạ Phượng Nghi kêu khóc ầm ĩ: "Tướng công!" Hóa ra, lúc các nàng đi ra không thấy Mạnh Thiên Sở, tưởng rằng hắn đã bị nữ quỷ kia bắt đi mất rồi nên kêu loạn hoàng lên. Mạnh Thiên Sở vội vàng hô: "Phượng Nghi, Phi Yến, ta ở đây." Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, họ cẩn thận che ngọn đèn, chậm rãi lại gần Mạnh Thiên Sở. Phi Yến vẫn còn sợ, không nhịn được phụng phịu sáng giọng: "Ngươi sao lại chạy xa như vậy? Không phải đã nói chờ chúng ta ở bên ngoài hay sao?" Mạnh Thiên Sở cười: Ta đứng bên ngoài, vậy chẳng phải mạo phạm mỹ nhân sao?" "Cái gì mà mạo?" Phi Yến dịu giọng, rõ ràng bắt hắn đứng đợi ở chỗ đó quả thực không tiện, hừ một tiếng kéo tay Hạ Phượng Nghi trở về. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong rừng cây truyền đến tiếng trẻ con khóc oa oa, tóc tai Mạnh Thiên Sở dựng đứng lên, bức tường sau lưng hắn đột nhiên lạnh lẽo, tưởng như đó là băng vậy. Tuy rằng hắn làm pháp y, từng nhiều lần tiến hành giải phẫu thi thể một mình trong phòng thí nghiệm, với hắn mà nói, thi thể chẳng qua chỉ là vật còn lại sau khi sinh vật kết thúc sinh mệnh. Cho nên, vô luận là thi thể còn mới hay đã hủ bại bốc mùi hôi thối, da mổ của hắn cũng chưa từng run. Còn đối với sự kiện vô hình thần bí này, phản ứng của hắn cũng giống bao người là sợ hãi. Phi Yến sợ run cả người, ngọn đèn trong tay rơi xuống đất, tắt ngúm. Hạ Phượng Nghi thét lên một tiếng kinh hãi, nắm chặt tay Mạnh Thiên Sở, tưởng như muốn nhảy ngay vào lòng hắn. Phi Yến run run rẩy rẩy, nép sát vào người Mạnh Thiên Sở. Thấy các nàng sợ hãi đến mức này, Mạnh Thiên Sở không thể tỏ ra sợ hãi được. Hắn vỗ vỗ nhẹ lên tay Hạ Phượng Nghi, tỏ ra khẩn trương nhìn về phía có tiếng trẻ con vừa khóc nói: "Các ngươi về trước, ta đi xem thế nào." "Đừng, đừng đi." Hạ Phượng Nghi run run nói: "Không có gì phải sợ cả, thế giới này không có ma quỷ." Mạnh Thiên Sở cố gắng rút tay ra, nhưng đã bị Hạ Phượng Nghi nắm thật chặt, không rút được. Tính cách Hạ Phượng Nghi thập phần cao ngạo, cực kỳ xem thường Mạnh Thiên Sở. Nếu không phải sợ đến mức này, đừng bao giờ nghĩ đến việc nàng nắm tay hắn. Hơn nữa, lại nắm chặt không buông như vậy. Mạnh Thiên Sở thấy đây chính là lúc cần phải cải thiện hình ảnh của mình. Phi Yến tự tìm cho mình lý do để biết sợ hãi. "Đúng vậy, thiếu gia nói rất đúng, không chừng đó là tiếng trẻ con khóc hay là thôn dân phụ cận cố ý trêu ghẹo chúng ta thôi." Mạnh Thiên Sở thuận miệng: "Không đúng, vừa rồi tiểu hòa thượng Hư Tùng có nói, hơn 10 dặm quanh ngôi chùa này đều là núi cao rừng sâu, trừ ngôi chùa này, ngoài kia đều không có ai sinh sống cả." Mạnh Thiên Sở không giải thích thì thôi, nói ra những lời này càng làm hai người sợ hãi, khóc òa lên. Lúc này, tiếng trẻ con khóc kia lại vang lên, có vẻ như đang tiến gần về phía bọn họ. Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến sợ đến mức hồn phi phách tán, toàn thân lạnh ngắt, run rẩy khuỵu chân xuống, muốn chạy trốn cũng không chạy nổi. Đúng lúc này lại nghe thấy Huyền Âm hét to: "A Di Đà Phật, nghiệp chướng, mau đi đi." Tiếng Huyền Âm trầm mãnh vang xa như chuông đồng, nghe tiếng Phật hiệu, tiếng khóc kia nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi ào ào lườn qua những ngọn cây. Không nghe thấy tiếng khóc nữa, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến lúc này mới thấy hồn phách chậm rãi trở lại người. Hạ Phượng Nghi phát hiện ra mình đang nắm chặt tay Mạnh Thiên Sở, mặt hơi đỏ lên, vội vàng buông ra, trộm liếc về phía hắn. Trời tối đen, không ai nhìn thấy biểu tình của nàng. Hạ Phượng Nghi thầm nghĩ, vừa rồi mình nép chặt vào người hắn như vậy, thế mà hắn không hề lợi dụng làm bậy, xem ra cũng có vài phần quân tử. Tự nhiên nàng thấy có một chút hảo cảm với hắn, thậm chí còn nghĩ xem trước kia có phải mình chỉ nhìn mặt xấu, không hiểu được mặt tốt của hắn hay không. Phi Yến đánh rơi đèn, làm lửa tắt, xung quanh tối mịt mù, không thể nhìn thấy đường. Mọi người đang định lần mò trở về, bỗng lúc này có một bóng người cầm đèn đi đến, là nha hoàn Tế Văn. Tế Văn đi tới nói: "Mạnh thiếu gia, phu nhân, để nô tỳ chiếu đèn cho mọi người."
Phi Yến vô cùng cao hứng. Người đến thật đúng lúc à, mau giúp ta tìm đèn. Nhờ ánh sáng từ đèn của Tế Vân, Phi Yến tìm được đèn, châm lửa lên, mọi người cùng nhau trở về. Mạnh Thiên Sở đi phía sau bọn họ, vừa vào đến sân chùa, thấy phía xương phòng đối diện có người kêu lên. Mạnh công tử, ta có thể hân hạnh tiếp huynh một lát được không? Mạnh Thiên Sở dương mắt thấy, đứng đối diện là thư sinh Trương Chấn Vũ, đang với tay gọi mình, tay kia đang cầm một chung rượu. Mạnh Thiên Sở vô cùng cao hứng. Nơi thâm sơn cổ tự này lại có rượu để uống, thích thật, đã nhiều ngày ta không được nhấm nháp một chút rượu rồi. Hắn vội nói với Hạ Phượng Nghi, nương tử, ta đi xem hắn gọi ta làm gì. Phư Yến hừ một tiếng, còn làm gì nữa, không nhìn thấy hắn đang cầm chung rượu trong tay hay sao? Uống rượu trong chùa trước mặt Phật tổ, Phật tổ sẽ trách phạt các ngươi thôi. Mạnh Thiên Sở không tin vào chuyện ma quỷ thần thánh, Phật tổ hắn cũng mặc kệ, uống cái đã, ngài muốn trách phạt hắn thì tính sau. Hạ Phượng Nghi nhíu mày, tướng công, dù sao nơi này cũng không phải chỗ uống rượu, uống ít thôi rồi về còn nghỉ sớm. Mạnh Thiên Sở ha ha cười, gật đầu bước đi, rồi chợt dừng lại, thấp giọng hỏi Hạ Phượng Nghi, ta về sớm thì có thể không ngủ trên mặt đất được không? Ngụ ý muốn ngủ cùng giường với Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi cười nhạt, cũng được, ngươi không thích ngủ trên mặt đất, vậy ta ngủ trên mặt đất cũng được. Dứt lời quay người về phòng nghỉ. Mạnh Thiên Sở lầu bầu, Ta nói chơi thôi, lát nữa giả chăn trên mặt đất cho ta trước, khi ta về đỡ phải làm phiền nàng. Hạ Phượng Nghi không trả lời, cùng Phi Yến chậm chậm về phòng. Mạnh Thiên Sở vội vàng chạy đến chỗ Trương Chấn Vũ, cười cười, Trương huynh gọi tại hạ, có việc gì vậy? Trương Chấn Vũ nói, ta và huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu, muốn mời huynh đến tiểu quán làm vài chén. Hiểm nỗi nơi đây thâm sơn cổ tự, cũng may trong hành lý của tiểu đệ có mấy chung rượu hoa điêu thượng hảo cùng một ít đồ nhắm, đoán chừng Mạnh huynh cũng là tiểu quý, đánh liều mời huynh cùng thưởng thức, chúng ta vừa uống rượu vừa ngắm trăng thế nào? Mạnh Thiên Sở vui mừng ra mặt, vội hỏi, đa tạ huynh đã quan tâm, có điều nơi đây chùa miếu, chúng ta ăn uống rượu thịt linh đình, có phải hơi khinh thường thần linh không? Trương Chấn Vũ cười nói, cứ tưởng Mạnh công tử là người thoải mái cởi mở, không ngờ vẫn câu nệ khuôn sáo, thôi cũng được, xin mời Mạnh công tử quay về. Nói đoạn xoay người thong thả bước về phòng. Mạnh Thiên Sở hơi xấu hổ, chỉ khách sáo một câu, không ngờ Trương Chấn Vũ không nhận ra, vội nói, Trương huynh khoan đã. Trương Chấn Vũ xoay người lại, có vẻ hờn giận nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở hăng hắc cười gượng, Trương huynh đừng để ý, tiểu đệ chỉ trêu đùa một chút thôi, kỳ thật tiểu đệ chưa từng tin chuyện ma quỷ thần thánh, có điều vừa rồi có nghe tiếng trẻ con khóc lóc sau chùa, làm cho nương tử ta hồn phi phách tán, cũng không thấy Phật tổ ra tay trấn áp. Sắc mặt Trương Chấn Vũ lúc này mới dịu xuống đôi chút, cười nói, đúng vậy, ngôi chùa này đúng là có chút tà môn, vừa rồi ta cũng nghe thấy tiếng khóc, cũng thấy nổi da gà, huống chi bọn họ là nữ tử, nếu Phật tổ và Bồ Tát ở đây đã không chiếu cố đến chúng ta, ta cũng chẳng cần để ý đến họ. Mời Mạnh công tử. Mạnh Thiên Sở người thấy hương rượu cũng không khách khí, cất bước vào. Đây là gian phòng của Trương Chấn Vũ, phòng bên cạnh là chỗ nghỉ của Hạ Phượng và lão đầu. Trương Chấn Vũ đến chỗ cái bàn đặt giữa phòng ngồi xuống. Trên bàn đã bày sẵn mấy món đồ nhắm, mấy chung rượu cũng được đặt chỉnh tề trên bàn. Mạnh Thiên Sở ngồi xuống cầm lấy chung rượu. Xem ra Trương huynh là người thường xuyên không ở nhà, nên lúc nào cũng có chuẩn bị đồ ăn thức uống. Trương Chấn Vũ cười cười, đúng vậy, tiểu đệ đi khắp nơi du học, đường xá không thông thuộc, vì vậy luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn, phòng những lúc không tìm được quán trọ cũng không phải chết đói. Trương huynh quả là người nhìn xa trông rộng, nào hôm nay chúng ta phải uống cho thống khoái. Trương Chấn Vũ thấp giọng, thống khoái thì không được, dù sao đây cũng là chùa miếu, nhẹ giọng một chút, đừng làm nhiễu sự thanh tu của người ta. Mạnh Thiên Sở gật đầu liên tục, hay là chúng ta gọi cả Hạ Vượng, lão đầu cùng Tần Giật Vân tới, cùng nhau náo nhiệt một phen. Trương Chấn Vũ trầm mặt xuống cười lạnh, thương nhân Bạch Đinh sao có thể ngồi cùng bàn ăn uống với chúng ta được. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, gã công tử này đúng là tự cho mình thanh cao, có điều văn nhân cổ đại đều có tính cách này, đều coi thường dân lao động và thương nhân. Mạnh Thiên Sở rót hai chén rượu, đưa một chén cho Trương Chấn Vũ, còn mình cầm một chén. Vậy xin đa tạ, nơi thâm sơn cổ tự này có thể cùng Trương huynh vụng trộm ăn thịt uống rượu, thật là kỳ thú, kính Trương huynh một ly. Trương Chấn Vũ khách sáo vài câu, hai người cùng nhau nâng chén. Họ vừa ăn uống vừa cùng tán gẫu vô cùng thoải mái. Mới nửa canh giờ đã uống hết hai bình rượu. Trương Chấn Vũ cười nói, tiểu đệ quá mót, xin phép đi vệ sinh.
Mạnh Thiên Sở trêu hắn. Trương công tử, để ý nha, rừng cây phía sau nhà vệ sinh có một nữ quỷ áo trắng ôm đứa trẻ con khóc, cẩn thận kẻo nàng bắt ngươi đi làm cha đứa bé thì khổ. Trương Chấn Vũ cũng cười ha ha. Được như vậy thì tốt quá, Trương Mỗ vẫn chưa có vợ đây. Nói đoạn lắc lư mở cửa phòng rồi bước ra ngoài. Mạnh Thiên Sở cũng theo ra cửa phòng, thấy Tần Giật Vân đang chậm rãi từ bên ngoài chùa đi vào sân, mặt tươi cười vui vẻ, vội thấp giọng gọi Trương Chấn Vũ lại. Trương huynh, nếu gặp ông chủ Tần hãy gọi hắn tới, ba người cùng uống càng náo nhiệt, ông chủ Tần cũng rất tốt mà. Trương Chấn Vũ gật gật đầu, hắn đã uống nhiều, ra ngoài gặp gió lạnh thổi không khỏi rùng mình, hắn lấy tay che miệng đứng sát bờ tường nôn thốc nôn tháo. Mạnh Thiên Sở thấy tình trạng Trương Chấn Vũ, đang định mời Tần Giật Vân vào cùng ngồi uống rượu, chợt nghe tiếng nữ tử hét lên kinh hoàng truyền đến từ phía sau nhà vệ sinh sau chùa. A, trời ơi, thiếu phu nhân đã chết rồi, có ai không, tới mau. Mạnh Thiên Sở vừa nghe lời này vô cùng sửng sốt. Thiếu phu nhân, trong ngôi chùa này chỉ có hai thiếu phu nhân mà thôi, một là Tần phu nhân, hai chính là nương tử giả của mình Hạ Phượng Nghi. Vừa rồi nghe tiếng la thảm từ xa, hắn không phân biệt được là tiếng của Phi Yến hay Tế Văn. Mạnh Thiên Sở chưa kịp phản ứng, Tần Giật Vân đã nghe ra đó là tiếng của Tế Văn. Hắn kinh hô một tiếng, nương tử, rồi xoay người chạy đi. Trương Chấn Vũ nôn xong đứng thẳng dậy, lau lau miệng hốt hoảng. Sao, có chuyện gì vậy? Lúc này Tế Văn lại hô lớn, mau tới đây, phu nhân đã chết rồi. Lần này Mạnh Thiên Sở đã nghe rõ, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không phải Hạ Phượng Nghi, tuy rằng hai chủ tớ Hạ Phượng Nghi đối xử với mình thật không tốt, nhiều lần làm nhục mình, nhưng vì do hắn ở trong thân thể Mạnh thiếu gia, chứ không phải là bản tính của hai nàng như vậy. Nhưng người chết là Tần phu nhân, hắn cũng cảm thấy lạnh người. Tuy tính tình nàng phong lưu, nhưng đối xử với mình cũng không tồi, nhất là còn sẵn sàng bán quần áo cho mình lúc nguy khốn, ân tình này vẫn ghi tạc trong lòng. Nghĩ đoạn, Mạnh Thiên Sở vội vàng chạy theo Tần Giật Vân đến nhà vệ sinh sau chùa. Lão đầu cùng Hạ Vượng cũng nghe thấy tiếng hét, mặc vội xiêm áo chạy ra hỏi chuyện Trương Chấn Vũ. Hắn lắc lắc đầu không trả lời. Lúc này Tế Văn lại la lớn lần nữa. Lão đầu cùng Hạ Vượng liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng hướng về phía sau chùa mà chạy. Mạnh Thiên Sở chạy rất nhanh, đi sau mà đến trước, vượt qua cả Tần Giật Vân. Đến nơi chỉ thấy nha hoàn Tế Văn mặt cắt không còn được giọt máu, cả người run lẩy bẩy, đang đứng cạnh nhà vệ sinh. Mạnh Thiên Sở hỏi gấp, sao lại thế này? Vừa rồi ta đi nhà vệ sinh, phát hiện thấy phu nhân đã treo cổ phía trên nhà vệ sinh rồi. Mạnh Thiên Sở chạy vào, dựa vào ánh trăng mờ ảo chiếu từ bên ngoài vào, mông lung thấy một nữ tử cổ treo lủng lẳng bằng một đoạn dây thừng buộc trên sàng ngang. Đầu nàng nghiêng nghiêng một bên, hai chân cách đất chừng một thước, quần bị tụt đến tận mắt cá chân, để lộ ra cái chân nhỏ trần trụi, hạ thân được cái áo dài che khuất. Hắn vội vàng xông lên ôm lấy thắt lưng nàng, nâng lên trên, hy vọng có thể giảm bớt áp lực lên cổ nàng, đồng thời ngửa đầu nàng ra nhìn, quả nhiên là Tần phu nhân. Lúc này Tần Giật Vân đã chạy tới, kêu lên một tiếng bi thương, rồi chạy tới ôm ngang Tần phu nhân, không ngừng gọi nương tử rồi lăng lắc. Mạnh Thiên Sở cả giận nói, ngươi đừng có làm loạn, mau đi tìm một con dao nhỏ đến để cắt dây thừng, xem còn cứu được không. Tần Giật Vân lúc này mới loạng choạng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, vừa lúc mọi người trong chùa cùng chạy đến. Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng vừa thấy Tần phu nhân treo cổ, sợ hãi thiếu chút nữa ngã ngồi ra đất, hoảng loạn kêu lên, quỷ, là nữ quỷ kia, nữ quỷ kia đến rồi. Đúng lúc này sau rừng cây chợt có tiếng trẻ con khóc mơ hồ rất nhẹ, như có ẩn tình gì, lại như đang đắc ý cười. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nhìn thấy Tần phu nhân treo cổ đã vô cùng sợ hãi, lại nghe được tiếng khóc từ xa, chân tay liền bùn rủn không đứng nổi, ôm chặt lấy nhau mà run. Phương Trượng lại tuyên một tiếng Phật hiệu, lúc này tiếng khóc kia mới ngừng. Mọi người đang định tiến vào, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, đứng lại, không được vào, kẻo làm rối loạn hiện trường. Tất cả vội vàng lùi về sau. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, có ai có dao không? Hạ Phượng Nghi chần chờ một chút, rồi lấy ra trong người một cái kéo nhỏ đưa cho Mạnh Thiên Sở. Hắn dùng mình, tiểu nương tử của mình giấu kéo trong người làm gì vậy? Chắc chắn là để đề phòng mình rồi, sợ mình cưỡng đoạt nàng. Ta thèm vào, ngươi xem lão tử là người như thế nào vậy? Mạnh Thiên Sở hung hăng giật lấy kéo, trừng mắt nhìn Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi đỏ mặt lên, nàng đương nhiên biết hắn trừng mắt nhìn nàng vì sao. Nàng bị ép gả cho Mạnh Thiên Sở, chẳng ưa gì hắn, nên từ đêm tân hôn đến giờ luôn giấu cái kéo này trong người,
Kỳ thật nàng không định dùng kéo để lấy mạng Mạnh Thiên Sở, chỉ là dùng để tự sát lúc bất đắc dĩ. Nếu lúc này không phải là tình huống cứu người khẩn cấp, nàng sẽ không để cho Mạnh Thiên Sở biết mình giấu kéo trong người. Mạnh Thiên Sở dùng kéo cắt đứt dây thừng, đặt Tần phu nhân xuống mặt đất. Người bị treo cổ, nếu nghi ngờ do mưu sát, muốn cởi bỏ dây thừng treo thi thể, tốt nhất là cắt đứt ở giữa, không được cởi nút thắt ở cổ. Và làm như vậy vì cách hung thủ thắt nút thắt đó là manh mối quan trọng để điều tra phá án. Khi cấp cứu nạn nhân, nếu có thể, tốt nhất là không động chạm vào đoạn dây thít ở cổ nạn nhân cũng như nút thắt, vì nó có thể chứa rất nhiều manh mối có giá trị. Mạnh Thiên Sở đặt Tần phu nhân nằm trên mặt đất, thấy đoạn đó chỉ được thắt nút thòng lọng thông thường, không buộc chặt. Kiểu thòng lọng này dùng sức nặng của chính nạn nhân để giết chết nạn nhân. Vì vậy, Mạnh Thiên Sở vội vàng nhấc dây thừng ra khỏi cổ Tần phu nhân mà không sợ ảnh hưởng đến manh mối điều tra. Nếu Tần phu nhân còn sống, chỉ cần nàng không bị treo nữa thì sẽ không bị ảnh hưởng tới hô hấp. Mạnh Thiên Sở đưa tay lên mũi Tần phu nhân tìm hơi thở, đặt tay lên tĩnh mạch cổ rồi lại áp tay lên ngực nghe ngóng. Không có hơi thở, không có mạch, tim cũng không đập, xem ra Tần phu nhân đã lành ít dữ nhiều. Hắn trả kéo cho Hạ Phượng Nghi, lạnh lùng cười: "Nương tử, cất giữ kéo cho tốt, không chừng về sau còn cần dùng." Hạ Phượng Nghi nhận lấy kéo, khóe miệng hơi giật giật, nàng định giải thích nhưng biết giờ không phải lúc, liền lui ra ngoài. Mạnh Thiên Sở thấy ngoài cửa có ngọn đèn, nói với Tần Dật Vân: "Ngươi đừng có đụng vào thi thể, ta đi lấy đèn, cẩn thận kiểm tra xem sao." Dứt lời, hắn chạy ra ngoài lấy chiếc đèn lồng trên tay Huyền Âm rồi mau chóng quay lại hiện trường. Đến bên Tần phu nhân, hắn lấy một tay nhẹ nhàng mở mắt nàng ra, một tay cầm đèn lồng đung đưa bên trên mắt nàng. Đồng tử không có phản ứng, hắn lại lấy ngón tay ấn vào đồng tử làm nó biến dạng. Khi nhấc tay ra, đồng tử không khôi phục được trạng thái ban đầu, chứng tỏ chức năng trung khu thần kinh đã ngừng hoạt động. Hắn nắm tay nàng, ép chặt ngón tay, không thấy xuất hiện tụ huyết màu xanh, chứng tỏ đã ngừng tuần hoàn máu. Mạnh Thiên Sở khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: "Tần phu nhân đã chết rồi." Tần Dật Vân ngồi bên thi thể khóc giống lên. Mạnh Thiên Sở nói: "Tần huynh đừng quá bi thương, việc cấp bách giờ là điều tra xem nguyên nhân cái chết của Tần phu nhân là thất cổ tự tử hay là bị mưu sát. Nếu là mưu sát, phải nhanh chóng báo quan truy nã hung phạm, báo thù cho Tôn phu nhân." Tần Dật Vân khẽ run, gật đầu: "Mạnh công tử nói rất đúng, giờ làm gì đây?" "Giờ đêm hôm khuya khoắt, sơn đạo khó đi, chắc phải đến hừng đông mới có thể báo quan. Nhưng sợ kéo dài tới sáng, hung phạm có thể nhân cơ hội này bỏ chạy. Thứ cho tại hạ nói thẳng, tại hạ có nghiên cứu về điều tra và phá án. Nếu Tần huynh tin tưởng, tại hạ sẽ nguyện làm hết sức mình điều tra rõ nguyên nhân cái chết của phu nhân. Nếu phu nhân bị mưu sát, nhất định sẽ vạch được chân tướng hung thủ." Tần Dật Vân đã từng viết thư đề cử Mạnh Thiên Sở làm hình danh sư gia, đoán chừng hắn cũng có chút bản lĩnh, lập tức gật đầu: "Được, vậy xin nhờ Mạnh công tử." Mạnh Thiên Sở đưa Tần Dật Vân cầm đèn lồng rồi tự mình kiểm tra thi thể Tần phu nhân. Vòng chân châu xa xỉ trên cổ nàng đã không thấy đâu nữa. Mạnh Thiên Sở gọi nha hoàn Tế Văn vào, hỏi nàng lúc Tần phu nhân đi ngủ có tháo vòng cổ ra không. Tế Văn nói ngay cả khi tắm Tần phu nhân cũng không rời chiếc vòng cổ đó. Câu này Mạnh Thiên Sở đã nghe thấy chính miệng Tần phu nhân nói ra lúc ở chai phòng dùng bữa. Xem ra có thể đây là vụ giết người cướp của. Ngoại trừ các vết hằn trên cổ do dây thừng, đầu và các vị trí khác trên cơ thể đều không thấy dấu vết bị ngoại thương. Hắn cũng không tiện kiểm tra kỹ thi thể Tần phu nhân vì đây là nhà vệ sinh. Sau khi thương lượng với phương trượng Huyền Âm, hắn quyết định đưa thi thể nàng đến một gian phòng lớn tại bên cạnh Đại Hùng Bảo Điện để tiến hành kiểm nghiệm. Trước đó, Tần phu nhân không hề hé lộ ra ý đồ muốn tự sát, mà nếu có tự sát, bình thường sẽ chọn thất cổ ở trong phòng ngủ, chứ nhất định không chạy đến nhà vệ sinh rồi mới treo cổ. Hơn nữa, nữ nhi treo cổ tự sát thường hiếm khi dùng dây thừng. Thông thường họ chỉ dùng giải lụa để tự vẫn, có thể là sợ đau, cũng có thể chết bằng giải lụa, là tính thẩm mỹ cao hơn. Như vậy, khả năng Tần phu nhân tự sát là rất nhỏ, rất có thể nàng đã bị giết. Đương nhiên, Mạnh Thiên Sở vẫn phải đến hiện trường kiểm nghiệm thận trọng, tìm dấu vết khả nghi. Hắn cầm đèn lồng, cẩn thận bước vào nhà vệ sinh điều tra. Ngôi cổ tự này năm xưa hương khói thịnh vượng, cho nên nhà vệ sinh này cũng khá lớn, phân biệt hai bên nam nữ. Sau khi xảy ra chuyện ma quái, tăng nữ đều trốn chạy gần hết, chỉ còn lại hai thầy trò Huyền Âm và Hư Tùng. Có lẽ hai người này vẫn thường xuyên quét dọn, cho nên trong nhà vệ sinh hắn không tìm ra được một cái mạng nhện hay một chút tro bụi nào. Đương nhiên hắn chẳng phát hiện được dấu vết gì. Mạnh Thiên Sở vô cùng thất vọng,
giá mà có dụng cụ tìm dấu chân tĩnh điện ở đây, chắc hẳn có thể tìm ra dấu chân hung phạm. Hắn tiếp tục quan sát kỹ mặt đất cũng như trên tường, không tìm thấy gì. Chỉ còn mỗi xà nhà, Mạnh Thiên Sở đạp lên một bức tường thấp, vừa vặn đầu ngang xà nhà có thể quan sát rõ. Hắn giơ cao đèn lồng, lòng lập tức trùng xuống. Trên xà vô cùng sạch sẽ, không có một chút bụi bẩn nào. Mạnh Thiên Sở gọi Huyền Âm và Hư Tùng vào hỏi mới biết, ngày thường hai hòa thượng ngoài việc tụng kinh ra thì chẳng có chuyện gì làm, cho nên cứ 5 ngày lại đem cả chùa quét tước sạch sẽ một lần, cả nhà vệ sinh cũng không buông tha. Hôm qua khi trời đã tạnh mưa, cả hai vừa mới tổng vệ sinh xong. Ăn no rừng mỡ, hắn thầm nghĩ, ai bảo các ngươi chăm chỉ như vậy làm gì, giờ thì tốt quá rồi, chẳng có dấu vết nào lưu lại cả. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa hết hy vọng, hắn gọi lão đầu đem cái vali của hắn đến, lấy ra chổi từ tính tìm vân tay. Hắn cẩn thận tìm một hồi, một cái vân tay cũng không thấy. Hắn lại tiếp tục kiểm tra xà ngang, cũng không thấy có dấu vết ma sát của dây thừng. Hiện tại đã khám nghiệm trên hiện trường xong, Mạnh Thiên Sở vẫn không tìm ra được manh mối nào. Bế tắc, hắn vô cùng uể oải bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mạnh Thiên Sở bảo Tần Giật Vân đưa thi thể phu nhân đến xương phòng bên cạnh Đại Hùng Bảo Điện, rồi bắt đầu kiểm nghiệm thi thể. Chỉ có Tần Giật Vân đứng chờ bên ngoài xương phòng, những người còn lại đều tập trung ở Đại Hùng Bảo Điện. Váy của Tần phu nhân đã bị tụt xuống quá gối, không rõ là lúc nàng tự cởi đi vệ sinh hay là bị hung thủ kéo xuống lúc cưỡng gian, cũng có thể là cởi lúc thông dâm. Mạnh Thiên Sở cởi quần áo thi thể, lấy cái nhiệt kế trong vali của mình ra đo nhiệt độ thi thể. Sau đó hắn quan sát một lượt, thi ban bắt đầu xuất hiện phía cuối thứ chi, màu tím hồng mờ nhạt. Thi cương cũng xuất hiện tại một vị trí nhỏ trên cơ thể. Thi ban, huyết dịch sau khi ngừng chảy trong hệ thống huyết quản do tác dụng của trọng lực chìm xuống phía dưới mà hình thành nên gọi là thi ban. Còn thi cương là hiện tượng cơ thể cứng lại sau khi chết. Sợi dây thừng thắt cổ Tần phu nhân là loại dây bình thường, lớn cỡ ngón tay út. Vết hằn trên cổ do dây thừng gây ra khá đậm, da như muốn lột hết ra. Mép vết thương có sung huyết, xương sụn ở cổ bị gãy, làm cổ bị gập về phía trước. Trên cổ chỉ có duy nhất một vết hằn do dây thừng gây ra, ngoài ra không tìm thấy một dấu vết đặc biệt gì khác. Không có dấu hiệu gì chứng minh rằng Tần phu nhân bị giết bởi một cách khác, sau đó mới ngụy trang thắt cổ tự tử. Đầu Tần phu nhân bị tụ huyết, da mặt sưng tím, kết mạc, da, niêm mạc lợi, xuất huyết rải rác một số nơi. Ngoài ra, Mạnh Thiên Sở cũng không tìm thấy nơi nào khác trên cơ thể bị ngoại thương. Hắn bước đầu kết luận Tần phu nhân do gây thừng thắt vào cổ, làm hô hấp cũng như tuần hoàn máu bế tắc dẫn đến tử vong. Sau đó hắn kiểm tra hạ thân Tần phu nhân, màng trinh đã rách từ lâu, hắn lại lấy dịch âm đạo của Tần phu nhân. Nếu có thể tìm thấy tinh dịch lại không phải của Tần Giật Vân, có thể đó sẽ là hung thủ. Đây là manh mối phá án rất lý tưởng. Có điều lý tưởng tốt đẹp như vậy, sự thật lại thường thảm khốc. Mạnh Thiên Sở lấy dụng cụ ra, tiến hành xét nghiệm tìm tinh dịch, kết quả âm tính, nghĩa là không có tinh dịch trong âm đạo Tần phu nhân. Điều này chứng tỏ trong khoảng thời gian này, Tần phu nhân không hề quan hệ với bất cứ người đàn ông nào, ngay cả Tần Giật Vân cũng không. Chẳng trách Tần Giật Vân vẫn phải lén lút đi tìm nha hoàn Tế Văn giải sầu. Không có vân tay, không dấu chân, cũng không có tinh dịch, Mạnh Thiên Sở không thể nhìn thấy bất cứ một manh mối nào để phá án. Lúc đầu hắn cứ tưởng vụ án này khá đơn giản, vì ngoại trừ người chết chỉ có 10 người trong chùa, phạm vi rất hẹp. Không ngờ rằng vận khí của hung thủ quá tốt, không hề để lại một manh mối dấu hiệu nào. Không có manh mối, phá án làm sao đây? Xem ra chỉ có thể dùng cách phá án truyền thống của người xưa thôi. Hắn lập tức gọi mọi người cùng tập trung vào đại điện. Trong điện mấy ngọn đèn chiếu sáng mờ nhạt, làm người ta cảm thấy mông mông lung lung. Mạnh Thiên Sở đứng giữa đại điện, nhìn mọi người đứng xung quanh một chút rồi nói: Tần phu nhân đã chết, bị treo cổ trong nhà vệ sinh. Bây giờ mới là canh ba, đến hừng đông còn 2 canh giờ nữa. Đến lúc đó mới có thể xuống núi báo án, để tránh cho hung thủ đào tẩu hoặc tiếp tục giết người, cũng vì an toàn của chính chúng ta. Trước khi bộ khoái nha môn đến đây, Mạnh mỗ chịu ủy thác của ông chủ Tần phụ trách việc truy bắt hung thủ. Hạ Vượng cười lạnh: Ngươi phụ trách, ngươi là chi huyện đại lão gia hay là thần bộ lục phiến môn, dựa vào cái gì? Mạnh Thiên Sở cũng cười lạnh: Bỉ nhân là hình danh sư gia ở huyện Nhân Hòa, tại Hàng Châu. Tại đây, trước khi nha môn phái người đến tiếp quản vụ án này, ta được người nhà lạn nhân nhờ vả tạm thời phụ trách vụ này. Ông chủ hạ thấy có gì không ổn sao? Đương nhiên không ổn, cực kỳ không ổn. Hạ Vượng phủi phủi vạt áo trước: Cho dù ngươi làm hình danh sư gia gì gì đó, Hàng Châu cách nơi đây hàng trăm dặm, ngươi đến đây làm gì? Nói ta xem,
tốt nhất là lập tức đến nha môn báo án để họ làm việc này, không đến lượt ngươi nhúng tay vào. Vậy sao? Vì sao ông chủ Hạ e ngại Mạnh Mỗ tra án vậy? Hay là trong lòng có quỷ? Hạ Vượng cứng cổ nói: Ngươi nói gì? Trong lòng ta có quỷ sao? Vừa rồi ta đang ở trong phòng ngủ ngon, nghe thấy bên ngoài kêu khóc thảm thiết, chạy ra xem mới phát hiện người này treo cổ, liên quan gì đến ta? Ai có thể chứng minh ngươi ngủ trong phòng? Hạ Vượng chỉ tay lão đầu: Bộc nhân của ngươi có thể làm chứng, lúc ấy hắn cũng đang ở trong phòng ngủ. Mạnh Thiên Sở nhìn lão đầu: Lão có thể chứng minh không? Ta lão đầu lén lén nhìn Hạ Vượng nói: Ta đặt nên mình lên giường là ngủ liền, ta không rõ hắn ngủ khi nào, có ra ngoài lúc nào không, ta thật sự không rõ, vì ta ngủ rất say. Mạnh Thiên Sở cười nói: Như vậy đúng rồi, ông chủ Hạ, ai có thể đảm bảo ngươi không thừa dịp lão đầu đang ngủ vụng trộm mà chuồn ra, thừa dịp Tần phu nhân đi vệ sinh treo cổ nàng ta? Ngươi ngậm máu phun người! Hạ Vượng quát, chỉ tay thẳng mặt Mạnh Thiên Sở: Ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám nói xấu ta, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Vậy sao? Mạnh Thiên Sở cười lạnh, chậm rãi đến trước mặt hắn, ung dung nói: Ông chủ Hạ, ta nói xấu ngươi, ngươi làm gì được ta? Hạ Vượng trừng mắt, vung tay đấm một cái thật mạnh về phía Mạnh Thiên Sở. Nhanh như chớp, Mạnh Thiên Sở đã dùng tay phải bắt được tay của Hạ Vượng, rồi bẻ quạt về phía sau. Mạnh Thiên Sở dùng sức một chút đá vào chân trụ của Hạ Vượng, quật hắn nằm dán xuống mặt đất, vẫn nắm chặt tay hắn, cười lạnh: Còn dám động thủ sao? Chiêu này quả thực lợi hại, Hạ Vượng bị chế phục trên mặt đất, cánh tay bị bẻ, tuy không gãy nhưng rất đau. Hắn không dám động đậy mà cũng không thể động đậy, đành phải cầu xin tha thứ. Khi Mạnh Thiên Sở còn học ở học viện, cũng được học qua về các thế võ tự vệ, giao đấu. Khi về đơn vị nhận công tác cũng luyện tập không ít. Hơn nữa, thân thể của Mạnh thiếu gia này cũng khá cường tráng, còn Hạ Vượng lại không biết võ công, nên Mạnh Thiên Sở có thể thoải mái chế phục hắn. Thấy hắn cầu xin tha thứ, lúc này Mạnh Thiên Sở mới buông tay cười lạnh: Ta khuyên ngươi lên thành thật một chút, nếu không ta sẽ nói ngươi là nghi can chính, trực tiếp đưa đến nha môn địa phương để xử lý. Hạ Vượng xoa xoa bả vai, tuy không dám ra mặt chống đối nhưng vẫn còn lầu bầu: Ta không giết Tần phu nhân, ta giết nàng vì cái gì đây? Mạnh Thiên Sở cười lạnh: Ông chủ Hạ, từ lúc Tần phu nhân bước vào chùa này, mắt ngươi không rời khỏi chiếc vòng trân châu trên cổ Tần phu nhân. Buổi tối lúc ăn cơm, ngươi còn cố ý hỏi giá trị của nó. Lúc đó ta thấy ngươi trợn mắt nhìn vòng cổ, so với viên trân châu kia còn tròn hơn. Ngươi đừng nói là ngươi không động tâm. Còn nữa, lúc phát hiện thi thể Tần phu nhân, vòng cổ nàng đã không cánh mà bay. Ông chủ Tần, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao không? Hạ Vượng bị ép đến cứng họng: Ta chỉ thấy chiếc vòng đó đẹp nên mới hỏi han, ta không có ý gì cả. Hơn nữa trên đời này thiếu gì thứ khiến ta động tâm, chẳng lẽ ta đều phải đi giết người sao? Lúc này ta không có khẳng định ngươi giết người cướp của, bất quá ngươi có động cơ lại không có chứng cứ ngoại phạm, cho nên ngươi là nghi can đầu tiên. Nếu ngươi còn ăn nói lung tung, ta có thể dựa vào đó để kết tội ngươi đấy, hiểu chưa? Hạ Vượng không đánh lại được Mạnh Thiên Sở, cũng chẳng ai đứng ra giúp hắn cả, hắn chỉ còn cách gật đầu. Đó gọi là cường quyền, chính là chân lý. Tuy nhiên Hạ Vượng vẫn lầu bầu một câu: Dù sao nàng cũng không phải do ta giết, nếu nói nghi ngờ, bất kỳ ai đang ngồi đây đều có thể bị nghi ngờ. Ngươi nói rất đúng. Mạnh Thiên Sở nói tiếp: Tần phu nhân bị người ta treo cổ tại đây, mà trong phạm vi 10 dặm quanh đây không có ai cả, cho nên hung thủ chỉ có thể là một trong 10 người chúng ta mà thôi. 10 người đó là ta, nương tử của ta Hạ Phượng Nghi, ông chủ Tần, nha hoàn Tế Văn, Phi Yến, lão đầu nô bộc của ta, Trương Chấn Vũ Trương công tử, hai sư đồ Phương Trượng Huyền Âm và ngươi nữa. Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng run run nói: Còn một người nữa. Mạnh Thiên Sở quay đầu lại nhìn Hư Tùng lạ lùng hỏi: Còn ai nữa? Nữ quỷ ôm đứa trẻ trong rừng phía sau chùa. Lời vừa dứt, một trận gió lạnh lẽo thổi vào đại điện, làm ngọn đèn lay động. Lúc sáng lúc tối, Hạ Phượng Nghi, Phi Yến và Tế Văn mặt cắt không còn được một giọt máu, ngồi co lại hết một chỗ mà run. Thư sinh Trương Chấn Vũ ngồi gần cửa vội vàng đứng dậy đóng cửa đại điện lại. Phương Trượng Huyền Âm nói: Hư Tùng, Mạnh công tử đang tra án, không được hồ ngôn loạn ngữ. Hư Tùng vội vàng chắp tay đáp ứng, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: Ta nói thật đấy, chắc chắn là do nữ quỷ kia làm. Mạnh Thiên Sở thấy vậy liền nói:
trên thế gian này căn bản là không có ma quỷ. Nói đến ma quỷ, toàn là do người ta cố ý tung tin đồn, dựa vào đó mà đục nước béo cò, vu oan giáo họa cho ma quỷ. Phương Trượng trầm giọng: Mạnh thí chủ, những lời này phải chăng nhắm vào Bần tăng? Mạnh Thiên Sở chắp tay: Không phải như vậy, tại hạ chỉ luận sự mà thôi. Tần Giật Vân nói: Mạnh công tử, ngươi bắt đầu tra án đi, đừng để ý đến họ. Mạnh Thiên Sở cười: Được, muốn phá được vụ án này, trước hết phải xác định được thời gian Tần phu nhân tử vong. Có điều lần cuối cùng ta thấy Tần phu nhân là khoảng nửa canh giờ trước, thời gian vô cùng ngắn, nên không có cách nào xác định được chuẩn xác thời gian tử vong, cho nên chỉ có thể ước đoán. Trong đó mốc thời gian cuối cùng là lúc Tế Văn phát hiện ra Tần phu nhân, mốc đầu tiên là người cuối cùng nhìn thấy Tần phu nhân. Các vị đang ngồi đây, ai là người cuối cùng nhìn thấy Tần phu nhân đây? Có phải Tế Văn không? Tế Văn, lần cuối nhìn thấy Tần phu nhân là lúc nào vậy? Từ trai phòng trở về, ta cùng phu nhân ngồi ở trong phòng nói chuyện đại khái khoảng nửa canh giờ. Phu nhân có vẻ rầu rĩ không vui. Sau đó phu nhân nói là mệt, muốn đi ngủ. Ta thay quần áo cho phu nhân rồi về phòng ngủ. À đúng rồi, lúc ta ra khỏi cửa là lúc gặp Mạnh công tử, ta còn giúp các ngươi thắp đèn. Mạnh Thiên Sở nghĩ nghĩ rồi đột nhiên quay đầu hỏi Tần Dật Vân: Ông chủ Tần, khi đó ngươi ở đâu? Ta ư? Tần Dật Vân đột nhiên bị Mạnh Thiên Sở tra hỏi, một lát mới có phản ứng cười nói: Đương nhiên ta ở trong phòng ta cùng nương tử và Tế Văn nói chuyện. Thế sao lúc ta đi ngang qua phòng ngươi chỉ nhìn thấy có hai cái bóng ở trên cửa sổ? Ngươi đi ngang qua phòng ta lúc nào vậy? Tế Văn nói: Lão gia, lúc đó phu nhân kêu buồn ngủ, ta ra ngoài gặp Mạnh thiếu gia cùng phu nhân đang trở về. À, Tần Dật Vân gật gật đầu: Ta cũng không để ý, lúc đó ta khá mệt, ở một bên nghe bọn họ tán dóc thôi. Mạnh công tử, chỉ nhìn thấy hai cái bóng thôi sao? Nương tử hắn mới chết, vừa rồi còn tỏ ra thương tâm, giờ đã vừa cười vừa nói chuyện. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ: Nương tử ngươi chết, đối với ngươi chưa hẳn đã là chuyện xấu, cũng khó trách tâm tình lại tốt như vậy. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu: Đúng vậy, trên cửa sổ chỉ có hai bóng người. Rồi trừng mắt nhìn Tần Dật Vân: Lạ thật, rõ ràng là ta đang ở trong phòng, sao lại chỉ có hai bóng người được? Tế Văn nói: Lão gia, ngài nằm dựa vào đầu giường, bóng của ngài không in lên cửa sổ được. Tần Dật Vân vội nói: Thật không, ta thực không chú ý, có lẽ đúng là như vậy. Mạnh Thiên Sở lại hỏi: Sau đó thì sao? Lúc tôn phu nhân ngủ, ngươi có ngủ cùng không? Ngủ ư? Bất quá ta mới nằm được một lúc thôi, liền cảm thấy đau bụng, chắc là do thức ăn không sạch sẽ. Khi đó nương tử đã ngủ, ta nhẹ nhàng rời giường, định ra nhà vệ sinh sau chùa, nhưng lại nghĩ đến nữ quỷ với đứa trẻ kêu khóc, đành phải ra rừng cây phía trước chùa giải quyết. Sau khi xong, cha ta trở về, trở lại không thấy buồn ngủ, liền đến phòng Tế Văn nói chuyện cùng nàng, đúng không Tế Văn? Vâng, đúng là như vậy. Khi đó Phi Yến tỷ tỷ còn chưa trở về. Mặt Tế Văn hơi ửng đỏ. Mạnh Thiên Sở đoán chắc hai người lại vụng trộm với nhau chứ còn làm gì nữa, lại nói: Vậy thực là kỳ quái, trước khi phát hiện thi thể phu nhân, ngươi lại đi từ ngoài chùa vào, lúc đó ta còn gọi ngươi lại uống rượu nữa. Tần Dật Vân nói: À đúng vậy, ta nói chuyện với Tế Văn một hồi lại đau bụng, ta lại chạy ra rừng cây trước chùa, lúc ngươi gọi ta là lúc ta vừa giải quyết xong. Mạnh Thiên Sở hỏi Tế Văn: Ngươi khi đó ở đâu? Tế Văn đáp: Ta ư, khi lão gia đi ra ngoài, ta cũng đi vệ sinh, lúc đó phát hiện phu nhân treo cổ trong đó. Ngươi không sợ quỷ sao? Mạnh Thiên Sở cười nói: Ta không dám đi bên ngoài. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, tuy nữ nhân bản tính nhút nhát nhưng vẫn xấu hổ, nếu có nhà vệ sinh sẽ nguyện ý đi trong đó, không giống nam nhân nhà vệ sinh công cộng tùy ý mang đi khắp nơi. Mạnh Thiên Sở hỏi thêm: Ngươi không trở về phòng mình sao? Tế Văn đáp: Không, ta luôn ở trong phòng phu nhân cùng nàng nói chuyện, mãi cho đến lúc phát hiện phu nhân chết. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Nói như vậy, người cuối cùng nhìn thấy Tần phu nhân chính là ông chủ Tần. Từ lúc đó đến lúc phát hiện thi thể, đại khái khoảng nửa canh giờ. Còn có ai nhìn thấy Tần phu nhân nữa không? Mọi người đều lắc đầu. Mạnh Thiên Sở nói: Nói như vậy, Tần phu nhân bị hại trong khoảng nửa canh giờ đó. Bây giờ ta sẽ dùng phương pháp loại trừ để tìm ra hung thủ. Mỗi người sẽ tự nói mình làm gì trong nửa canh giờ đó, chỉ ra người làm chứng. Ta sẽ nói trước, nửa canh giờ đó ta luôn ở tại phòng Trương công tử uống rượu nói chuyện, có nương tử và nha hoàn của ta có thể làm chứng. Đúng rồi, Tế Văn cũng nhìn thấy phải không? Tế Văn gật đầu.
Ta thấy lúc đó Trương công tử ở sưng phòng đối diện gọi ngươi đi uống rượu. Cảm ơn Tế Văn đã làm chứng. Sau đó ta cùng Trương công tử uống rượu. Trong khi uống rượu không có ai ra ngoài. Cuối cùng Trương công tử muốn đi giải quyết, vừa mới ra khỏi cửa đã nghe Tế Văn la lớn. Ta nói đúng không Trương công tử? Trương Trấn Vũ gật đầu nói, đúng vậy, ta có thể làm chứng. Lúc đó Mạnh công tử luôn ở trong phòng cùng ta ăn uống, trước khi phát hiện thi thể đều không ra ngoài. Cảm ơn. Mạnh Thiên Sở nhìn mọi người xung quanh một lát rồi nói, được rồi, ta tìm được nhân chứng chứng minh lúc Tần phu nhân bị giết, ta không có khả năng ở hiện trường. Đương nhiên Trương công tử cũng có ta làm chứng, như vậy hai ta tạm thời không thuộc diện tình nghi. Tiếp theo mỗi người hãy kể lại trong nửa canh giờ đó mình làm gì và tìm cho mình một nhân chứng đi. Hắn quay đầu nhìn Hạ Phượng Nghi, nương tử để cho công bằng nàng nói trước đi. Ta? Hạ Phượng Nghi chần chờ một lát. Sau khi ngươi vào phòng Trương công tử, ta cùng Phi Yến về phòng ngủ. Ta sợ nữ quỷ trong rừng cây ngoài kia mà ngươi vẫn chưa về. Ta không dám ngủ một mình nên bảo Phi Yến ngồi lại cùng nói chuyện, đợi ngươi về, cho đến lúc nghe Tế Văn hét to Tần phu nhân chết, trước đó không hề ra khỏi phòng. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, được rồi, các ngươi có chứng cứ ngoại phạm, tạm thời loại trừ. Hạ Vượng lầu bầu, hai người là chủ tớ, làm chứng không có giá trị. Mạnh Thiên Sở nói, vừa rồi Tế Văn có nói lúc nàng ở trong phòng Phi Yến vẫn chưa về, có thể coi đó là bằng chứng phụ. Hơn nữa trước mắt là phải loại trừ để tìm được hung thủ. Ai không có chứng cứ ngoại phạm đều có thể là người giết Tần phu nhân. Nếu ông chủ Hạ tìm được nhân chứng chứng minh lúc đó ngươi không ở hiện trường, ngươi cũng sẽ được loại trừ. Ta nói rồi à, lúc đấy ta ở trong phòng ngủ, lão đầu có thể làm chứng cho ta. Dù sao trước khi đi ngủ ta thấy lão, thức dậy cũng thấy lão. Hắn không làm chứng cho ta cũng không làm chứng cho hắn. Mạnh Thiên Sở nhìn lão đầu, ngươi nghĩ kỹ một chút đi, ngươi có thể chứng minh Hạ Vượng ở trong phòng ngủ lúc đó không? Ngươi phải nói đúng sự thật. Thiếu gia, ta thực sự không biết mà. Đi suốt một ngày đường mệt muốn chết, cơm nước xong tan lên ngủ, mãi đến lúc nghe thấy tiếng hét mới tỉnh dậy. Thật sự ta không biết Hạ Vượng ngủ hay ra ngoài lúc đó. Hạ Vượng cười lạnh, tốt, nếu ngươi không chịu làm chứng cho ta, hai chúng ta đều bị nghi ngờ, ngày mai họ sẽ đem chúng ta nộp cho nha môn. Ta chỉ nói thật thôi, chuyện liên can đến tính mạng người, không thể ăn nói bừa bãi được. Mạnh Thiên Sở đành nói, được rồi, hai người đều không thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm, vậy cả hai đều là đối tượng tình nghi. Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn Phương Trượng Huyền Âm. Phương Trượng đại sư, thực xin lỗi, tại hạ phải hỏi đại sư, không biết đại sư lúc đó đang làm gì, ở đâu, có ai làm chứng không? Ta ư? Huyền Âm tỏ ra bị bất ngờ, chần chờ một chút rồi nói, A Di Đà Phật, Mạnh công tử nói đùa chăng? Bần tăng là người xuất gia, không được sát sinh là giới luật đầu tiên của Phật môn. Hơn 10 năm nay, ngay cả thức ăn mặn bần tăng cũng không động vào, nói gì đến sát sinh, sao có thể giết Tần thí chủ được đây? Việc phá án là dựa vào nguyên tắc loại trừ, ai cũng không thể ngoại lệ, nếu không kết quả điều tra sẽ không chính xác, không có sức thuyết phục. Vậy nên xin Phương Trượng đại sư trả lời giúp cho, trong nửa canh giờ trước đây ngài ở đâu, ai có thể làm chứng? Tiểu hòa thượng Hư Tùng vội nói, Mạnh thí chủ, sư phụ ta xuất gia đã lâu, nghiêm thủ giới luật, vì cớ gì mà giết Tần nữ thí chủ đây? Trương Chấn Vũ cũng nói, tại hạ cho rằng Phương Trượng đại sư không có khả năng giết người. Đại sư đã ở nơi thâm sơn cổ tự này khắc khổ tu hành lâu như vậy, tiền tài nữ sắc đều không màng đến từ lâu, vì vậy có thể loại trừ. Mạnh Thiên Sở cười cười, sao có thể loại trừ được? Tuy rằng đại sư đã tu hành tại đây nhiều năm, theo đạo lý sẽ không vì tiền tài mà giết người. Có điều động cơ giết người không chỉ có tham tài và mê sắc. Vậy còn gì nữa? Trương Chấn Vũ nghi hoặc hỏi, ví dụ như giữ gìn danh dự Phật môn. Tần phu nhân phong lưu mê người, câu dẫn Trương công tử, không chừng có thể còn câu dẫn cả Phương Trượng nữa. Hơn nữa, nàng ta ở trong trai phòng trêu đùa tiểu sư phụ Hư Tùng, lại còn hẹn Hư Tùng ra rừng cây tàng tiệu với nhau, hết thảy đều bị Phương Trượng phát hiện. Ta cũng tận mắt nhìn thấy đại sư nổi giận, dùng gậy đánh vào đầu Hư Tùng. Ta nói vậy có đúng không, Phương Trượng đại sư? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 4 của Sư Gia Bá Đạo tạm thời kết thúc tại đây. Để theo dõi diễn biến của câu chuyện sẽ ra sao, chân tướng của sự việc, hung thủ sẽ là ai? Mời quý vị và các bạn hãy theo dõi trong tập 5 của bộ truyện vào 9 giờ tối ngày mai. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.